Xin được chào mừng toàn thể quý vị, các cô chú và các anh chị đã quay trở lại với những video tiếp theo của Bonsai Châu Giang. Và lời đầu tiên xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình và đặc biệt thay mặt cho Bonsai Châu Giang xin được gửi tới toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay như quý vị đang thấy, tiết trời của những ngày tháng 11 âm lịch vô cùng đẹp, phù hợp để tất cả chúng ta cùng chăm sóc, cắt tỉa chỉnh sửa lại những tác phẩm, những cây cạn xanh, cây cảnh tại gia đình của quý vị để cùng nhau đón một cái Tết cổ truyền thật là ấm áp. Và ngày hôm nay, tại Bonsai Châu Giang của chúng tôi cũng thế, chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị những video về quy trình chăm sóc, cắt tỉa sửa, tạo thế, tạo dáng cho những tác phẩm cây tại Bonsai Châu Giang. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tạo tác cho tác phẩm xanh Nam Điền lá nhỏ. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ nhân Minh Châu để xem tác phẩm này của chúng tôi có điều gì đặc biệt. Và trước, sau khi hoàn thiện, tác phẩm này sẽ gửi tới quý vị vẻ đẹp như thế nào. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng theo dõi. Bonsai Châu Giang lại xin gửi lời chào tới tất cả anh em, những người yêu mến về bonsai, yêu mến về thiên nhiên, và lời chào sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Nay Bonsai Châu Giang lại gửi tới tất cả anh em một tác phẩm này. Đây là một cây xanh lá nhỏ Nam Điền mình đã ký vào trong cục gỗ lu. Đây nó là cục lu nghiến. Mình thấy rất đẹp mà nó có cái hốc ở đây, mình ký nó vào đã được hơn 2 năm. Hôm nay bắt đầu chỉnh sửa để gửi tới tất cả anh em để cùng giao lưu với Bonsai Châu Giang. Chúc tất cả mọi người cùng đồng hành và theo dõi. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.
Và vừa rồi trên video quý vị đã quan sát toàn bộ quá trình mà nghệ nhân Minh Châu đã tạo tác lại cho tác phẩm này của mình. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ nhân Minh Châu để xem nghệ nhân Minh Châu của chúng ta đã chỉnh sửa như thế nào. Và quý vị có thể nhìn thấy không? Đã khác biệt hoàn toàn chưa? Và có vừa ý cũng như là hài lòng toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay không ạ? Vâng ạ, chúng cháu xin được chào chú ạ. Xin chào tất cả anh em. Chào tất cả mọi người yêu mến về bonsai. Vừa rồi mình chỉnh sửa một cái cây xanh này, rất thích cái nào này là một cái dáng rất đẹp. Dạ. Cây trực nó rất là chuyển rất đẹp. Dạ. Và cây hoành, thực sự cái cây này thì nó ngày xưa đút nó vào cái gỗ này nó cũng đã có một cái cốt, tức là rất là điệu. Dạ. Đấy, nhưng mà mình thấy cái cục gỗ này nó rất đẹp này. Dạ. Mà nói đây là cục gỗ lu này thì nó chịu được nắng mưa ngoài trời nên là nó không bao giờ nó bị mài mòn và hỏng. Dạ. Mình ký nó vào đây nó cũng thành một cái cây rất đẹp. À. Tất nhiên là cái bông này thì nó khoảng cỡ vài ba năm nữa thì nó đẫy đào lên tí thì nó đẹp hơn. Dạ. Nhưng mà được cái tổng thể nó cũng là kiến trúc nó cũng là tương đối là đẹp. Dạ. Hôm nay gửi tới tất cả anh em một cái tác phẩm này. Dạ. Anh em nào yêu thích thì cứ xin comment hoặc gọi điện về những cái này để giao lưu cùng anh em. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Dạ, xin được trân trọng cảm ơn chia sẻ của nghệ nhân Minh Châu. Kính thưa toàn thể quý vị, và như quý vị đã thấy sau chia sẻ của nghệ nhân Minh Châu thì tác phẩm của chúng tôi thì gần như là đã hoàn thiện rồi. Và chỉ khoảng một vài năm tới khi mà tay bông đẫy đà hơn thì chắc chắn đây sẽ là một trong những tác phẩm mà chúng tôi tin chắc chắn rằng khi trưng bày tại khuôn viên của gia đình quý vị sẽ là một điểm nhấn, sẽ là một điểm thật là đẹp. Bởi vì dáng thế vô cùng tuyệt vời, lại được ký trên cái khối gỗ rất là đẹp như thế này nữa. Và cây xanh này của chúng tôi thì vẫn chưa được nghệ nhân Minh Châu đặt tên đâu ạ. Và chúng tôi rất là mong muốn qua video này sẽ được đón nhận tình cảm yêu mến của tất cả quý vị, các cô chú, các anh chị. Chúng ta cùng thảo luận, cùng đặt tên. Và đặc biệt, quý vị nào yêu thích tác phẩm này của chúng tôi thì có thể cùng gọi điện cho nghệ nhân Minh Châu để chúng ta có thể cùng giao lưu cho những tác phẩm đặc biệt như thế này. Và chúng tôi cũng tin chắc chắn rằng khi mà dịp Tết đến xuân về gần kề rồi thì gia đình chúng ta có một cái khoảng không gian nào đó mà có thể trưng bày được tác phẩm này thì chúng tôi tin chắc chắn rằng mùa xuân năm nay sẽ là một mùa xuân thật là đẹp với gia đình của toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị đừng quên nhấn like cho những video của Bonsai Châu Giang, cũng đừng quên thả những tim yêu thích cho những video của chúng tôi, và đặc biệt hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Bonsai Châu Giang. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video lần sau.